Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần cảnh và tâm. Trong phần cảnh và tâm này đó là chúng ta có tất cả 4 phần chánh. Phần thứ nhất là nói về cái tính chất của cảnh, là một cái tính chất rất là đa dạng. Và nó đa dạng về nhiều phía, đa dạng về phía cảnh và đa dạng về cái phía cảnh đối với tâm. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ thấy cái sự phức tạp trong cái việc cái tâm tiếp nhận cảnh, cũng như cái sự sai biệt, cái sự đa dạng của cảnh đối với tâm. Vì vậy đó, chúng sanh sống ở trong cái thế gian này đó, khi mà cái tâm nó tiếp nhận cái cảnh đó, thì bao giờ cũng có những cái gọi là những cái mà nó cảm ứng khác nhau, và nó ứng xử cũng khác nhau, nó xử lý cũng khác nhau. Bởi vì cả hai cái này nó đều là cái thứ nhất cảnh nó là quả nghiệp, và cái thứ hai đó là những gì hiện ra trong tâm, nó là cái dòng chảy của nghiệp từ vô lượng kiếp cho tới nay. Đến cái phần thứ ba là năm cảnh đều hiện hữu, tức những cảnh mà thuộc về đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì trong cái đời sống thế gian này, những cái cảnh đó thường hiện hữu cùng một lúc. Nhưng mà tâm xuống sanh bắt cảnh nào là do cái ý thích mình, hoặc là do cái cảnh nào nó mạnh mẽ nhất, nó quyến rũ nhất, thì nó làm cho cái tâm của chúng sinh đó dính vào trong cái cảnh đó. Hoặc là năm cảnh này á, đối với những cái chúng sinh mà phàm phu đó, thì có khi do cái nội cảnh chi phối mà cái cảnh ngoại bên ngoài đó nó không có cái tác dụng cao. Nhưng mà riêng đối với những cái bậc mà đã thoát cái đời phàm phu rồi đó, thì tất cả những cái cảnh này cũng như sự phức tạp của cảnh đó không là gì đối với một cái bậc đã giải thoát. Và cái phần thứ ba là chúng ta nói đến cái vấn đề là cảnh đối với cái tâm hướng ngũ môn. Thì như chúng ta biết rằng là cái hướng ngũ môn là nó khởi đầu cho cái lộ ngũ, nó nằm ở cái vị trí đầu tiên, nó khởi đầu cho cái lộ ngũ đây. Nó là kháng ngũ môn hay là hướng ngũ môn, nó đều cùng một tên cả. Và khi như vậy thì tất cả năm cảnh, tùy theo cái cảnh nào nó chiếu vào trong cái dòng hậu kiếp, thì những cái cảnh đó nó nổi bật nhất, nó thu hút nhất. Thì mỗi một môn nó có một cảnh, và khi cái môn này là nó khởi đầu cho một cái lộ của cái môn đó. Ví dụ lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn. Và cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó đích thực là hoạt động của năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi nó tiếp xúc với cảnh bên ngoài thì nó sẽ có một cái phản ứng, và cái phản ứng này đó nó tạo nên một cái dòng nghiệp mới trong kiếp hiện tại. Cũng như là khi mà chúng ta bước sang tới phần lộ ý, tức là cái phần thứ sáu trong cái lục căn đó, đó là cái căn ý. Thì cái khi đó chúng ta sẽ học tới cái lộ ý, thì nơi đây cái hoạt động giữa cái nội tâm của cái mỗi một con người với các cái cảnh mà nó diễn ra trong tâm. Cảnh diễn ra trong tâm gồm có hai phần. Một cái phần thứ nhất là cái lộ ngũ này nó trạo trở lại, tức là cảnh của lộ ngũ á, nó tái diễn trở lại. Cái thứ hai đó là nó do trong cái tâm của mình tưởng ra những cái cảnh mà mình nghĩ tới, mình tưởng tới, thì cả những cái này nó cũng chi phối, và nó cũng tạo ra một cái dòng nghiệp mới trong cái kiếp hiện tại của mình. Như vậy chúng ta sẽ thấy là từ cái tiền kiếp cho đến hiện kiếp á, bao giờ nó cũng là nối kết với nhau cực kỳ sinh động. Và nó sẽ là cái nền tảng để khi thân ngoại mạng chung, thì nó sẽ tạo ra những cái tâm quả đưa đến tục sinh trong cái kiếp sắp tới. Chúng ta phải nắm rõ cái quy trình hoạt động của nó như vậy, để chúng ta hiểu mà mỗi một cái kiếp chúng ta có mặt trên thế gian này, chúng ta sẽ nhìn lại cái dòng nghiệp mà nó chảy từ vô lượng kiếp, hiện nó đang có mặt trong cái hiện tại của chúng ta. Nó có mặt trong cái gì? Có mặt trong cá tính của chúng ta.
Vì cái cá tính đó nó gồm có hai mặt. Một mặt nó là tập khí thiện lành, và một mặt nó là những cái tập khí quế nhiễm. Chúng ta nhìn như vậy để biết từ tiền kiếp chúng ta đã tạo cái gì. Và hiện tại khi mà nó nối kết giữa cái quá khứ và cái hiện tại đó, trong cái dòng gọi là cái dòng nghiệp mà nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, và nó in hình trong cái tâm hộ kiếp của mình đó, thì mình sẽ thấy bây giờ chúng ta phản ứng với tất cả các cảnh ra sao. Thì chúng ta phải biết là giữa cái tập khí quá khứ và những cái cảm xúc trong hiện tại, nó là những cái nghiệp cảm lôi cuốn để tạo nên cái sự ứng xử của chúng ta đối với cảnh. Và như vậy chúng ta tạo nên cái nghiệp mới cho cái kiếp hiện tại chúng ta. Khi mà mình không có để ý tới những cái nguyên lý hoạt động của tâm như thế này đó, thì cái đời sống chúng ta rất là nông cạn. Chúng ta luôn luôn chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đối xử tốt cho con cái của mình. Chúng ta mà làm mọi cái điều tốt trên thế gian này cho cái tổ ấm trong gia đình của chúng ta, cho xã hội của chúng ta, cho tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ trong cái đời sống này, hoặc là chưa gặp gỡ nhưng mà chúng ta vẫn ứng xử tốt hoặc là ứng xử xấu. Chúng ta chỉ nghĩ tới đó mà thôi, mà chúng ta không thấy, không đọc rõ được những cái thông điệp nó hiện ra trong cái nội tâm của mình. Và đặc biệt là trong cái khuynh hướng, khuynh hướng nó thuộc về những cái thị hiếu, thuộc về những cái sở thích của mình, thuộc về những cái tập khí lạ lùng của mình, mà mình không quan sát, không tìm hiểu nó, thì nó sẽ có một cái năng lực nó chi phối lại chúng ta. Cho nên cái thiền mà gọi là thiền Vipassana đó, nó không phải chỉ riêng để cho cái lúc mình ở trong thiền viện hoặc là những cái lúc mình ngồi thiền, không phải như vậy đâu. Mà bất cứ lúc nào chúng ta có thể thấy được cái nội tâm của mình, bất cứ lúc nào chúng ta có thể thấy được những cái hoạt động thuộc về sắc pháp của mình, nó có liên quan tới cái danh pháp, tức là tất cả những cái hành động cử chỉ của mình đều do tâm điều khiển. Và chúng ta đọc được những cái điều đó, thấy rõ nó, thì cái lúc đó chính là chánh niệm. Lúc đó chính là tỉnh giác, để chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ. Còn bây giờ mình ngồi thiền, mình ngồi một cục như thế này, thì quả thật là có ngồi thiền mà không có hành thiền được. Cái đó là đại đa số đi hành thiền nhưng mà khó, đi tu thiền nhưng mà khó hành thiền. Ngồi thiền có, nhưng mà hành thiền cho nó đúng thì chưa chắc. Bởi vì không phải đó, với một cái ý thức rất là nồng nàn ở trong tâm mình, rất là nhiệt huyết trong cái tâm mình á, mình có thể hành thiền được. Không phải với một cái nỗ lực tối đa mà mình có thể hành thiền được. Nhưng chỉ khi nào cái tâm chúng ta bình an, chúng ta thật là sáng suốt và thật là thanh thản, thì cái pháp thiền thuộc về Vipassana nó sẽ tự động khởi lên. Đó là cái điều mà khi chúng ta hành thiền nhiều thì chúng ta sẽ thấy cái điều này chính xác. Hôm nay chúng ta sang tới cái phần cuối của cái bài này, đó là năm cảnh đối với cái tâm động lực, tức là tâm động tốc, là cái tâm mà nó gọi là cái tâm tạo tác, hay là cái tác hành tâm, nó còn gọi là tâm tạo nghiệp. Bây giờ trước tiên đó, chúng ta nói đến các cái tâm động tốc. Trong cái gọi là cái động lực này đó, là trong tam giới. Tam giới thì chúng ta có dục giới, có sắc giới, có vô sắc giới. Dục giới này chúng ta có 11 cõi. Và 11 cõi này đó có mặt trên quả đất. Chúng ta nói quả đất đây. Có những cái chúng sinh, ví dụ như chúng sinh thuộc về loài người,
chúng sinh thuộc về súc sinh, thì họ sống ở trên cái mặt đất này, sống trên đồng bằng, ở vùng núi non, ở ao hồ, ở biển, sông lạch vân vân. Có những chúng sinh đó, nó ở cái tầng mà nó bao quanh ở đây, và có những chúng sinh ở trong lòng đất. Thường tất cả những chúng sinh ở trong lòng đất á, thì những cái chúng sinh này ở thế giới của địa ngục, rất nhiều tầng cấp địa ngục ở trong cái lòng đất. Và những chúng sinh và loài người và các loại súc sinh á, thì thường ở nơi những cái vị trí mà tôi nói là đồng bằng, núi non, ao hồ, biển vân vân. Và cây cối rừng rậm á, thì chúng ta cũng sẽ có những cái chúng sinh thuộc về Atula, thuộc về quỷ khổ. Quỷ khổ này gồm có ma và ngạ quỷ, thì cũng sống trên mặt đất. Khi sống ở đầm, ở hồ, ở ao, thì tất cả là chúng sinh trong cái cõi dục. Cho nên khi mà chúng ta nói đó, cái tâm trong cõi dục á, thì thông thường chúng ta nói đến con người, nhưng mà thật sự nó có mặt hết, chỉ khác nhau một chút thôi, nó có mặt hết. Cho nên vì đó, cái tưởng của mình điên đảo á, cho nên mình nghĩ rằng chỉ có mình là con người thôi, còn tất cả những cái súng sinh khác, những cái loại loài vật, các loại loài vật đó, mình nghĩ nó không có luật cơ. Đó là do mình nghĩ. Còn tất cả các loài súc sinh đều có luật căn, dù lớn dù nhỏ đều có luật căn. Cho nên khi chúng ta sát hại nó là chúng ta phạm vào giới sát. Và cái con đường luân hồi của chúng ta đó, khi mà chúng ta sát sanh nhiều quá thì chúng ta phải đi vào trong cái chỗ đó, để cái chúng sinh đó nó bị giết trở lại, và nó đau đớn, nó đã quằn quại như thế nào đó, thì khi nào nó học được cái bài học tôn trọng cái sự sống của tất cả chúng sinh thì nó thoát, còn nó chưa tôn trọng được thì nó còn ở đó. Cho nên mình không có đùa được. Cho nên là những cái chúng sinh mà nó rơi vào trong súc sinh đó, mà nó hung hãn nữa đó, thì nó lại tạo cái nghiệp sát nữa. Thì thấy những cái con vật này nó nuốt trọng cái con vật kia, nó giết con kia chết để nó ăn thịt, thì cái con đường của nó cứ luân hồi thoái đọa, không ra được. Đây là một trong những cái điểm mà trong kinh Phật nói rằng đó, là được sinh làm người rất là khó, mà rơi vào trong những cái các cái cảnh khổ nó cũng ở trên cái trong cái quả địa cầu này thôi, nhưng mà ra không được, tỉnh không được. Quý vị có bao giờ rơi vào cái trạng thái nhiều khi, thí dụ như mình ngủ, mình nằm mơ chẳng hạn, mình thấy là chẳng hạn như bây giờ mình bị té xuống một cái mà cứ ngồi hoài, nó ngồi vậy không được, hoặc là mình muốn chạy đi, muốn chạy thoát đi mà chạy không được. Nó có một cái gì đó mà nó làm cho mình phải dính lại cái chỗ đó không ra được. Cái dính ở trong chỗ đó là khi nào những cái suy nghĩ của mình cố định nó lại. Và khi chúng ta cố định lại thì chúng ta gọi nó là những cái quan điểm, những cái quan niệm, những cái mình gọi là những cái lý tưởng, những cái điều mà mình khắng lại, mình không có thay đổi. Và như vậy chính mình á, nhốt cái tâm thức mình vào bên trong, mình đi ra không được. Biết bao nhiêu người chết tại cái vùng đó, nhưng cầu nguyện mãi không siêu thoát. Vì người này nói là tôi đang thi hành phận sự của tôi không đi đâu hết. Nhiệm vụ tôi giữ cái kho lương thực ở đây thì tôi phải đi ở đây. Mặc dù đã chết rồi, kho lương thực cũng không còn nữa, nhưng nó khấn trong đầu rằng là tôi là cái người phải giữ kho lương thực ở đây.
Có người nói là tôi giữ cái kho vũ khí ở đây, tôi là cái người phải đi canh gác để cảnh báo cho cả một cái khu vực ở bên trong này, thì giờ có chết tại đây cũng không rời khỏi thầy. Cho nên là muốn cầu nguyện cho người ta siêu thoát phải nói rõ chiến tranh đã chấm dứt, đất nước đã không còn cái tiếng súng nổ nữa, hết rồi, tất cả đều đã xong xuôi hết rồi, thì mỗi người được phép trở về với gia đình mình và mỗi người được phép đi tái sinh vào những cái cảnh giới tốt đẹp mà mình đã tạo ra trong những cái thiện nghiệp của mình. Còn nếu không, không có siêu thoát được. Đi như thế. Và tất cả những cái điều này thì nó tạo ra, nó đều nằm trong cái động tác cả. Cho nên á, khi mà chúng ta nói tam giới, đầu tiên chúng ta nói đến dục giới. Xem chúng ta thấy cái động tác nó gồm có như thế nào. Trong dục giới thì chúng ta nhìn đây, người ở cõi dục đây, những chúng sinh phàm phu ở cõi dục đây, thứ nhất có 12 tâm tham, thứ hai có 2 tâm sân, và cái thứ ba là có 2 tâm si, tức là có 12 tâm bất thiện. Những tâm này đưa đến luân hồi thập, 12 tâm bất thiện. Rồi bây giờ đến cái phần thứ hai, dục giới là 8 tâm thiện. Hai cái phần này, tâm thiện và bất thiện này đó, đưa đến luân hồi. Cả hai cái phần này đưa đến luân hồi. Còn cái phần thứ ba trong cái dục giới này đó, thì chúng ta thấy có 8 cái tâm duy tác. Tâm duy tác này chỉ có trong cái một cái bậc giải thoát. Mà còn nhục thân ở dục giới. Như vậy những cái vị mà đắc quả La Hán, kể cả bậc chánh đẳng chánh giác, mà còn nhục thân ở trong cõi dục này, thì khi sống trong cõi dục này, người ta vẫn có cái thân thể của một con người, cũng ăn mặc ở bình tất cả mọi thứ, nhưng mà không có sử dụng tâm bất thiện và cũng không sử dụng tâm thiện, mà sử dụng tâm duy tác. Là cái tâm mà chỉ có hành động nhưng không có tạo nghiệp. Còn đó, tâm thiện và tâm bất thiện thì khi mà nó hành xử xong thì nó để lại cái hạt giống gọi là bija, là cái hạt giống. Hạt giống này nó gọi là hạt giống nghiệp. Và nó tài bồi vào trong cái dòng nghiệp mà nó đã chảy từ vô lượng kiếp, và hiện nó có mặt trong cái tâm hộ kiếp. Nó sống với chúng ta ngày đêm đây. Cho nên khi mà Pháp Tuật Đế đó nói rằng chúng ta có cha, có mẹ, đây là một cái sự thật, đây là một cái chân lý, nhưng nó là một cái chân lý tương đối. Còn một cái chân lý tuyệt đối thì cha mẹ của chúng ta chính là nghiệp. Vì chúng ta sanh ra bằng nghiệp, quả nghiệp của mình, và chúng ta nương gá vào trong cái thai bào. Và cái thai bào đó do phước duyên mà chúng ta ở trong thai bào của cái người mẹ và con của người cha này, thì chúng ta có cha có mẹ, đó là cái phước duyên nhiều đời nhiều kiếp với nhau, để cha mẹ chúng ta trợ duyên cho chúng ta đó được nhiều cái sự tốt đẹp. Đến cái chặng đường nào là do phước báo của mình, cái duyên lành với nhau mà thôi. Chứ còn cha mẹ đích thực của chúng ta là nghiệp.
Và trong cái đời sống đó, chúng ta là chủ nhân để tạo ra nghiệp. Mà đồng thời đó chúng ta thừa kế cái nghiệp này. Chúng ta tạo tác ra thì nó có những cái hạt giống. Những hạt giống nghiệp này đó, nó chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta, nó phối hợp lại trong cái nghiệp. Nó có thêm vào đó. Bởi vì cái nghiệp chúng ta chỉ có hai phần. Nghiệp đen nó thuộc về tham, sân, si. Và cái nghiệp trắng này nó gồm có thiện và thiện trí. Mỗi cái kiếp sống thì chúng ta sẽ làm cho cái kho tàng thiện và thiện trí chúng ta tăng lên. Hay là chúng ta đang làm cho tham sân si tăng lên. Cho nên trong cái bài giảng về thước thiện và phước trí thì sư cô có nói là chúng ta có mặt trên thế gian này để chúng ta tạo ra cái phước thiện và phước trí. Và trong cái nhà chùa thì có nói thì đây là phước huệ song tu. Chúng ta vừa khởi tất cả những cái điều thiện ở trong tâm, vừa lại tạo điều kiện cho cái thiện trí có mặt ở trong tâm. Và trí thì như chúng ta đã biết rồi, có tri văn, có tri tư và có tri tục. Ba cái đó chúng ta luôn luôn làm cho nó hiện khởi lên. Và nó chỉ có thể hiện khởi được đó khi nào cái phước thiện của chúng ta dồi dào. Vì tất cả những cái phước thiện đều đem đến sự bình an trong tâm, đều đem đến sự sáng suốt trong tâm. Và trên cái nền của sự trong sạch và trong sáng đó thì thiện trí mới có thể khởi sanh được. Cho nên là sư cô có lấy một cái bài thơ khác để mà nói về cái vi diệu pháp. Không phải người làm thơ này nói về vi diệu pháp, nhưng mình thấy cái bài thơ nó có cái ý, nên là mới lấy đó để mà diễn tả. Thì cái bài thơ nói thế này: giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, em hăm hở đi tìm người trao tặng. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng, mấy ai biết hương thầm của cô gái chân quê. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Hoa là tượng trưng cho cái đẹp, cái trong sạch, cái trong sáng, hương thơm. Giấu trong chiếc khăn tay, quý mà giật quý. Em hăm hở đi tìm người trao tặng. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng, mấy ai biết hương thầm của cô gái chân quê. Du đảng là gì? Phong lưu là gì? Du đảng là những cái kẻ mà nó chỉ rong chơi thôi, và sẵn sàng làm những cái điều bất chánh để thỏa mãn cái sự rong chơi và hưởng thụ của mình. Cho nên gọi là du đảng, đàn đúng nha. Ăn chơi hưởng thụ bằng mọi giá mọi cách, và sẵn sàng làm tất cả những cái điều ác để mà duy trì cái sự ăn chơi của mình, sự thoái độ của mình, thì gọi là du đảng. Thì chúng ta thấy đó là cái tâm đen tối. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng. Phong là gió, lưu là nước. Gió thì nó đem lại cái sự thông thoáng, nước chảy nó cũng đem đến cái sự lưu loát. Cho nên thường cái chữ này nó bắt đầu bằng cái nghĩa rất là tốt á, là cái phong lưu là ý chỉ cái người giàu có, cái người xài cái gì cũng được thoải mái, được rộng rãi, không có bị bó buộc, không có bị câu thúc bất cứ cái gì, nó gọi là cái người phong lưu. Nhưng mà về sau đó, trên con đường biến thái của nó, thì những cái biểu cảm của cái từ phong lưu này nó biến thành ra những cái ăn chơi. Sau này cái chữ phong lưu có nghĩa là những cái kẻ mà nó ăn chơi mà bốc trời lên đó. Tiền bạc mà xài vung ra không có cần biết là đếm một đồng bạc nào đó, đó vô đó là thảy một bao tiền đó, phục vụ đi. Phục vụ hết cái bao tiền này sẽ quăng bao tiền khác ra để mà chơi tiếp. Đó là những kẻ phong lưu.
Thì cái đó là nó tượng trưng cho sự phóng dật. Thành ra cái tâm của một cái người mà nó bị những cái pháp bất thiện này chi phối đó, thì nó không tiếp nhận được những cái tinh túy của sự tốt đẹp. Thiện và thiện trí không trổ sanh trên cái nền bất thiện. Nó không thể được. Cho nên khi cái tâm của chúng ta đó mà nó bị quế nhiễm này bao trùm đó, thì những cái pháp thuộc về thiện và thiện trí khó khởi sanh. Cho nên là những người đi tu thiền đó mà giới không có gìn giữ thì đi vào đó là ngồi cho có tụ thôi, chứ nhất định không có bao giờ hành thiền được. Một cái người phạm giới mà không có sám hối, mà không có là coi như là quyết tâm để sửa đổi đó, thì những người đó không có hành thiền được đó. Nhất là những người mà có ác nghiệp rồi đó thì rất khó. Bởi vì cái tâm của cái người mà nó phạm giới nó không có bình yên. Nó luôn luôn nó chao động, nó giống như cái mặt nước nó luôn luôn chao động. Thì cái sự chao động này nó là phóng dật, nó không thể nào mà nó làm cho thiện trí phát sanh được. Cho nên là tứ chúng của Đức Phật bao giờ giữ được giới, hành được giới, thì cái giữ giới hành giới nó chính là cái phước thiện. Và từ cái phước thiện này nó mới nói đến cái phước trí. Cho nên giới không có, không bàn tới những chuyện khác. Cho nên những người mà đã có cái phạm giới rồi đó, thì khi cái con đường tu của mình là tụng kinh, phải tụng kinh rất nhiều. Nhất là tụng sám hối, phải tụng rất nhiều. Và cái sám hối đó trong lòng mình có đi theo những cái điều đó để sám hối, để nguyện không có tái phạm được, thì với thời gian cái tâm mình nó sẽ ổn định lại. Và khi ổn định lại thì cái phước thiện nó phát sanh lên, và như vậy thì phước trí sẽ phát sanh lên. Hai cái đó đi với nhau, chứ không phải là cái gì tốt nhất mình đều có thể làm được. Mình ở cái phước báu, mình ở cái cấp độ nào thì mình phải hành xử trên cái cấp độ đó. Cũng như bây giờ mình vô một cái tiệm, mình muốn mua một cái áo, mình tùy theo cái đồng tiền của mình, đồng tiền mình tới đâu mình mua cái áo đẹp nhất trong cái đồng tiền đó. Chứ không thể cái đồng tiền mình thấp mà mình đòi mua một cái áo đẹp nhất với cái giá cao nhất, thì cái chuyện đó không có thể xảy ra. Chuyện đó nó chỉ có hai cách. Cái cách thứ nhất là có một cái phép màu nào đó, có một cái người tử tế ta cho mình tiền, thì đó là một cái cách. Cách thứ hai là phải có cái sự dối trá, có cái sự gian lận, có sự bất chánh trong đó mới có được cái món đó. Thì những cái đó nó đều rơi vào trong những cái pháp xấu này hết. Thì như vậy chúng ta biết rằng đó là khi trong cái dòng tâm thức của chúng ta mà còn đầy đủ hai cái phần thiện và bất thiện này, thì hai cái này đó cái người phàm phu không thể hành xử khác hơn hai cái điều này. Nhưng mà riêng một cái bậc là đắc đạo quả đó, họ không còn hai cái phần thiện và bất thiện này, không còn nữa. Và nơi đó chỉ có đầy đủ tám chi phần của bát chánh đạo cực kỳ rực rỡ. Cho nên là khi tiếp xúc với bất cứ cái cảnh nào đó thì đều có chánh, đều có cái chánh kiến cả, đều có chánh tư duy cả. Nghĩ đến cái gì đều là chánh tư duy, mà thấy cái gì cũng là đều chánh kiến. Còn giới thì đầy đủ rồi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đầy đủ rồi. Còn nói về chánh niệm chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định thì đã có đầy đủ hết rồi. Thành ra là những cái pháp thiện, pháp thiện trí này, tất cả đều đạt đến cái đỉnh điểm của nó rồi. Và cái tuệ giác của người này đó khiến cho một cái vị mà thuộc về bậc giải thoát này đây đó, thì không còn tiếp nhận các cái cảnh như là chúng sanh phàm phu tiếp nhận nữa. Mà tất cả những cái cảnh đó đối với một cái bậc giải thoát đó, thì người ta đều ứng xử bằng cái tâm, nó gọi là tâm vi tạc. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong dục giới này đó, nó có tất cả, nó là 29 tâm. Xin lỗi, và
8 tâm duy tác cộng với 1 tâm ứng cúng vi tiêu. Tâm ứng cúng vi tiêu đây. Ứng cúng vi tiêu đây. Là cái tâm này đó là chỉ để dành cho một cái bậc giải thoát khi mỉm cười. Trong kinh điển có nói rằng là khi nào mà cái Đức Phật mà cười á, mà giống như là cái cười mà kêu bằng cái hỷ mà nó đạt đến cái đỉnh cao nhất của nó, thì tất cả mọi người chỉ thấy được là Đức Phật cười là có hở cái răng ra thôi, tức là cho thấy có cái răng thôi, còn ngoài ra đó thì cười không có thấy răng, cười mỉm thôi. Thì chỉ có bậc mà ứng cúng, bậc mà A-la-hán này mới cười được như vậy thôi. Còn ngoài ra những cái chúng sinh thì ngay cái cười mà cười mỉm của chúng sinh này, hoặc cười hở răng ra, thì nó cũng nằm trong thiện và bất thiện. Còn cười mà hả lên á, thì biết chắc chắn rằng là đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tại sao vậy? Cười là bởi vì những cái gì mình muốn mình đều đạt được, cho nên thỏa mãn trong cái ước muốn của mình cười, thì cái đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Và cái cười vui này đó, với cái cười vui mà thuộc về thiện hỷ á, hai cái này nó có một cái điểm khác biệt nhau mà chỉ trong tâm mình mới thấy. Khi mà cái tâm tham thọ hỷ mà nó thỏa mãn, mà nó cười rồi đó, nó vui sướng rồi đó, thì thế nào một chút nó cũng nói trong tâm. Hôm nay nó không nói, ngày mai nó sẽ nói, ngày mai nó chưa nói, ngày mốt nó sẽ nói. Ước gì có được lần nữa, ước gì có nhiều hơn chút xíu nữa. Thì cái đó mình biết chắc chắn là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Còn cái tâm mà nó thuộc về thiện hỷ đó, thì bây giờ nó vui vậy, chứ mai nó cũng vui vậy, mốt cũng vui vậy, nó không bao giờ nói thêm một chút hết. Mà nó không bao giờ nó nói phải nhiều hơn nữa, nó không có nói vậy. Hai cái đó nó rất là khác nhau. Cho nên khi nào những cái điều gì mình thỏa mãn trong lòng của mình hài lòng đẹp ý trong tâm của mình, mà mình vui vẻ đó, mà nó nói thêm nữa, nó nói nhiều nữa, thì biết rằng đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, chứ không phải tâm thiện hỷ. Thiện hỷ nó không có nói cái đó bao giờ cả. Thiện hỷ nó chỉ vui lúc đó rồi thôi. Mà cái thiện hỷ nó đem lại cho cái chúng sanh mà khởi được cái thiện hỷ đó, là trong tâm nó rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng, rất là bình yên. Không có bị những cái trạng thái đó phát sinh lên. Rồi bây giờ như vậy chúng ta đang nói đến dục giới, vậy chúng ta nói tới sắc giới. Sắc giới chúng ta có 5 tâm thiện sắc giới. Và 5 duy tác sắc giới. Năm cái tâm thiện sắc giới này đó là dành cho những cái bậc tu thiền định mà đã đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và mình tu định mà chưa đắc được thì chưa có tâm này. Chứ không phải ai tu thiền định cũng có tâm này. Tu thiền định mà đắc định từng cấp một, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, có đắc mới có, chưa đắc chưa có. Còn 5 cái tâm mà nó thuộc về đó duy tác sắc giới, thì có nghĩa rằng có những cái vị người ta tái sanh trên cái cõi trời sắc giới, và ta tu tập và ta đắc đạo quả ở nơi cái cõi trời sắc giới này, mà người ta vẫn còn cái thân sắc như là cõi sắc giới, tức là
người ta chưa có, người ta chưa có hoàn toàn, nó gọi là vô dư niết bàn, tức là cái thân ở cái cõi sắc giới chưa có nhập diệt, thì còn cái thân đó thì còn sử dụng cái tâm này, hiểu không chị? Đó là sắc giới. Bây giờ tới vô sắc giới. Nó cũng có hai phần. Đó là bốn tâm: thiền, thiện, sắc giới. Và bốn tâm duy tác, sắc giới. Cũng tâm duy tác vô sắc giới. Thì đây là những cái vị mà sau khi đắc được ngũ thiền nơi thiền định sắc giới rồi đó, thì mới có thể hành thiền vô sắc giới được. Cái điều kiện mà để hành thiền vô sắc giới thì phải đắc ngũ thiền sắc giới mới hành thiền được. Thì đây là bốn cái tâm thiền sắc giới dành cho, thiền vô sắc giới dành cho những bậc mà đã đắc thiền định vô sắc giới, chứ không phải cái người đang tu thiền vô sắc giới mà có. Còn cái bốn duy tác vô sắc giới là dành cho những cái bậc mà khi đó người ta tái sanh thì người ta tái sanh lên cái cõi trời vô sắc giới, và ta tu tập và ta đắc đạo quả đó, và người ta chưa có gọi là hoàn toàn đó, thoát khỏi cái tam giới này, vì còn cái thân sắc như thế. Thật ra nói vô sắc giới thì nó không còn cái thân nữa, nhưng mà tức là chưa có rời khỏi, chấm dứt cái sự sống ở cái cảnh giới đó, thì cái người đó còn sử dụng bốn tâm duy tác vô sắc giới này. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy vậy, năm cái thiện sắc giới này nó còn đưa đi luân hồi. Bốn cái tâm thiền thiện vô sắc giới này nó cũng đưa đến luân hồi. Nhưng cái luân hồi này đó là trên, nó là 20 cõi trời sắc giới. Cái này nó luân hồi ở bốn cõi trời vô sắc giới. Còn riêng cái luân hồi dục giới, nó sẽ luân hồi thế này: luân hồi trong 11 cõi, chia ra vắn tắt thì chúng ta sẽ có 6 cõi trời, 1 cõi người. Đấy, luân hồi nó đi thế đó. Tức là dục giới đó là 6 cõi trời dục giới, 1 cõi người và 4 cõi khổ. 4 cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Như vậy chúng ta sẽ phân biệt được là cái trong dục giới có bao nhiêu cái tâm, sắc giới có bao nhiêu, vô sắc giới bao nhiêu. Như vậy thì khi mà chúng ta nói đó, cái luân hồi trong tam giới, thì những cái tâm mà nó còn tạo cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện để đưa đến luân hồi trong tam giới đó, thì chúng ta sẽ thấy vậy. Như vậy chúng ta sẽ tính nè, dục giới mà tâm đưa đến luân hồi đó là nó có tất cả là 20 tâm, nó chia rằng 12 bất thiện và 8 thiện. 12 tâm bất thiện này đó, nó sẽ đưa luân hồi trong 4 cõi khổ. 8 tâm thiện này đó, nó sẽ đưa đến cõi người và trời, luân hồi của nó. Bây giờ sắc giới thì nó luân hồi của nó là nó có 5 cái tâm thiện,
năm thiện sắc giới, vô sắc giới có bốn. Bốn thiện vô sắc giới. Như vậy chúng ta cộng lại có 29 tâm tạo nghiệp. Và cái tạo nghiệp này đưa đến luân hồi trong tam giới. Luân hồi trong tam giới. Đây chúng ta nhìn đây để thấy nha. Khi mà một cái vị mà đắc cái thiền sắc giới này nè, thì người ta sẽ luyện thần thông và người ta có tất cả là ngũ thông. Khi mà cái người đó đắc đạo quả thì có đầy đủ lục thông. Thì ngay một cái người đã đắc ngũ thông rồi, có biến hóa thông, có thiên vị thông, có túc mạng thông vân vân, thì những cái vị đó vẫn luân hồi. Bây giờ trong cái thần thông đó, nó có cái do mình tu tập được và có cái mượn của người khác xài. Giống như tiền do mình tạo ra và tiền mượn người khác xài, hai cái đó khác nha. Ví dụ thấy trong thế gian này có nhiều thứ đó, có nhiều thứ, có cái của mình, có cái phải vay mượn. Có những người thầy thuốc người ta chữa bệnh là do người ta học tập, người ta nghiên cứu, người ta chữa bệnh nhiều thì người ta có cái kinh nghiệm giỏi để chữa bệnh. Thì đó là cái vị thầy thuốc đó, là chữa bệnh do năng lực của mình. Có những người đó thì làm thầy thuốc mà không có biết gì hết, nhưng mà chữa được. Là bởi vì có một cái chúng sinh ở trong cái cõi khác, hoặc là chư thiên dục giới, người ta muốn tạo phước, người ta mượn cái xác phàm này đây, người ta có thể chữa bệnh được. Người ta có thể kê toa được, người ta có thể trực tiếp chữa, bấm huyệt hay làm tất cả mọi thứ cho cái người này, nhưng bản thân người ta không biết gì hết. Chúng ta hiểu như vậy để làm gì? Để là hiểu rằng là tại sao Đức Phật là không cho đệ tử của mình cũng như bản thân mình đó không nên sử dụng thần thông nếu mình có. Mà chỉ sử dụng thần thông trong những cái cần thiết để mà giống như là giúp cho cái người khác, giống như mình quá độ cho người khác thì sử dụng. Chứ không sử dụng để hiển lộ một cái năng lực siêu phàm. Bởi vì khi sử dụng để hiển lộ một năng lực siêu phàm, có nghĩa rằng nó đang hiển lộ cái tôi. Thì như vậy đó là cái pháp bất thiện, là ngã mạng nó sẽ đi cục. Và cái con đường luân hồi đó nó sẽ đưa xuống sự thoái đọa. Chứ nó không phải giữ được cái mức đó. Thành ra không sử dụng đó. Nhưng mà khi trong cái thế gian pháp này đó, người ta nhìn những cái người mà có thần thông, hoặc là những người có pháp thuật, thần thông khác mà pháp thuật khác. Thần thông là do chính cái vị đó đã đắc thiền, ngũ thiền và tự mình có được hướng dẫn để mà rèn luyện có thần thông, thì cái vị đó là cái người là coi như là tự mình tạo dựng ra và có thần thông. Còn pháp thuật là mượn của người khác hoặc được người khác trợ duyên, thì nó có cái pháp thuật ở trong đó, hoặc là nó rèn luyện theo một cái con đường mà nó gọi không phải là một cái con đường đi chính. Một cái thí dụ về để quý vị thấy. Một cái bài kinh Phật, bốn chữ, bốn câu. Khi ta đọc thuận dòng, và trong cái tâm người ta đó, là hướng về cái ý nghĩa sâu xa của cái bài kinh đó nằm trong chánh pháp thì khác. Nhưng mà cũng cái bài kinh đó, bây giờ ta đọc ngược ra lại, ta đọc đường chéo lại, thì cái năng lực của nó khác. Cho nên á, mình đừng có bao giờ nghĩ rằng một cái vị có thần thông và cái vị có pháp thuật á, là cái người mình nên nương tựa vào để mình tu tập. Khi mình nghĩ như vậy á, thì có nghĩa trong lòng mình á, muốn có một cái năng lực siêu phàm, chứ không phải mình muốn đi tới giải thoát. Thì vậy mình vẫn đi trong những cái chặng đường luân hồi
mà không đưa đến vậy thôi. Cho nên trong cái pháp mà thuộc về cái quy y ấy, thì nói rằng con đã quy y Tam Bảo rồi thì con không có nương tựa vào ma quỷ hay chư thật, không có nương tựa vào đó. Bởi vì những cái đó người ta sẽ có một cái năng lực siêu phàm, nhưng nếu mình nương tựa vào đó có nghĩa là mình vẫn nương tựa vào trong luân hồi, và mình muốn có những cái đó để mà mình hơn người, thì những cái pháp đó nó đưa đến sự quế nhiễm trong tâm mà mình không có nhìn ra. Nên người ta có thần thông mà ta không sử dụng. Cho nên là quý vị đọc trong kinh thì quý vị ai cũng biết hết rồi đó. Đức Phật hỏi mà quý vị đó dùng cái thần thông đi qua sông trong khi Đức Phật đứng chờ đò, thì cái vị này nói người tu mà đứng đó chờ đò đi qua đi lại rồi cũng đi qua đi lại biểu diễn, thì Đức Phật mới nói là hay quá, tu bao lâu mà được cái pháp mà đi trên nước vậy, 20 năm. Đức Phật nói đâu, trong khi đó mình cần 20 xu mình đã qua sông rồi, không cần phải tới 20 năm. Như thế rõ chứ. Nó không cần thiết để mình làm được. Mà khi người ta gọi là dương quay diệu võ, tức là người ta muốn hiển lộ ta có năng lực siêu phàm để người khác thán phục, thì bên cạnh đó trong cái những cái chặng đường của cái pháp bất thiện là ta muốn gì? Muốn danh và muốn lợi. Chắc chắn như thế, không có đi ra khỏi cái con đường đó, không đi sai khác đâu. Cái hoạt động về tâm nó sẽ đi như vậy. Vậy vậy chúng ta trở lại trong cái phần mà nó gọi là năm cái cảnh đối với lại động lực, thì tất cả những cái tâm này nè, trong dục giới đó thì 12 tâm bất thiện nó có thể nằm trong cái động lực, 8 tâm thiện này nằm trong động lực, 5 thiện sắc giới nằm trong động lực, và 4 thiện vô sắc giới nằm trong động lực. Tất cả những cái tâm này nó đều đưa đến luân hồi đó. Vậy đó gọi là 29 tâm, đó là tạo nghiệp. Chúng ta đừng nhầm lẫn với 29 tâm dục giới nha. 29 tâm dục giới thì trong đó có duy tác, còn cái 29 tâm tạo lực, tạo nghiệp thì nó nằm đây. Như vậy từ một cái người phàm phu ở cõi dục mà cho đến một cái bậc đắc thiền định sắc giới có thần thông, đến cái bậc đắc thiền vô sắc giới thì vẫn luân hồi, chưa có thoát được. Cho nên á, ở đây là cái phần nói thêm để cho chúng ta nắm rõ đó, tất cả những cái này đều gọi là thiền định, hay còn gọi là thiền chỉ. Cái này á, nó phát sinh ra một cái năng lực bình yên, trong sáng. Năng lực nó tới đó. Và đây là một cái nền cực kỳ tốt đẹp để nó phát sinh lên cái tuệ giác. Và tuệ giác này đó, chỉ có thể phát sinh với thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là Vipassana. Đấy. Cho nên mới nói đó, tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta đọc sách đó, mà chúng ta không có thấy nói đến cái thiền tứ niệm xứ và thiền Vipassana, mà nói rằng cái thiền này đưa đến giải thoát, thì chúng ta nên đặt dấu hỏi. Bởi vì cái người mà làm hiển lộ cái chân lý về tâm linh này đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Và Ngài đã hiển lộ rõ ràng thế này mà người khác nói khác, thì đó không phải là chân lý của Đức Phật đã khám phá ra. Cũng như Newton nói về lực hút của quả đất, thì những cái điều mà trình bày của Newton là chính xác. Còn người nào nói không đúng theo Newton nói, cái đó là cái ý riêng của người ta. Mình muốn theo cái ý riêng người ta là quyền của mình. Còn mình theo đúng Newton cũng là quyền của mình. Đây là nói về hai cái loại thiền trong Phật Pháp.
thì nó chỉ có hai loại này thôi. Còn ai muốn nói thêm nữa thì đó là quyền của mỗi người. Mà mình muốn theo bất cứ ai là duyên phận của mình. Nhưng mà muốn hiểu được cái gì thuộc về Phật giáo thì đây trình bày này rất rõ, không có mơ hồ. Ở đây là có đề mục rõ ràng, không có thiền định, thiền chỉ, thiền sắc giới có 40 đề mục, thiền vô sắc giới có 4 đề mục, rất là rõ. Còn ngoài ra những cái đó có đề mục nữa không? Có. Thành tựu không? Có. Nhưng nó không đi vào trong cái tâm chỉ của Đạo Phật. Và tất cả những cái đắc thiền khác mà nói rằng đạt đến đạo quả mà không thông qua con đường của tứ niệm xứ thì cái chuyện đó chúng ta nên xem lại. Cho nên những cái gì mà nói là tu niệm Phật á, mà để đưa đến giải thoát, đưa đến phát sanh tuệ giác là cái đó nó chơi cho vui vậy thôi. Là bởi vì nó là cái dạng thiền định mà cái năng lực của nó đưa đến cận định chứ chưa có định, làm sao có thể đưa đến giải thoát. Là nói cho vui vậy thôi. Cũng như nói con ráng học cho được, đánh dần bờ A ba mở ma sắc má, mai lấy bằng tiến sĩ. Vui quá. Vì hiểu cái này chưa? Quý vị điều chỉnh này dùm lại cho sư cô. Cái này đó là cái luân hồi. Trong cái cõi sắc giới là có 16 cõi trời, vô sắc giới là 4 cõi trời, và cái ở dục giới là 6 cõi trời. Rồi tất cả chúng ta có 26 cõi trời. Nãy sư cô nói nhầm. Này 16, cái kia 4, cái nọ 6 nữa là 26 cõi trời. 26 cõi trời mà không chịu lên 4 cõi khổ rồi cứ đi tới hoài. Vì thấy trong cái bài thỉnh chư thiên của mình, mình có nói là xin thỉnh chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thấy chưa? Mình thỉnh chư thiên 26 cõi. Là bởi vì tất cả những cái vị chư thiên này đó mà không có tạo cái phước thiện và cái phước trí đó thì cũng luân hồi trở lại những cái cảnh giới thấp. Cái này sư cô cũng có giảng cho quý vị nghe rồi đó. Ví dụ mình ở cõi dục giới gây lộn đánh lộn thì bất quá đưa tới cái chết thôi. Thì nói chữ bất quá là nói liều mạng vậy đó chứ. Còn gây lộn chữ lộn là chuyện cơm bữa hàng ngày. Nhưng mà nếu mình có phước mình sanh lên cái cõi trời dục giới đó mà hễ gây lộn á thì lập tức là cái sắc pháp này nè, là cái thân của cái vị thiên chư thiên đó đó, cái vị trời đó đó, lập tức là nó tối tâm, nó úa sàn. Rồi cái nhà nó đang đẹp vậy á là nó tự nhiên nó xấu đi, rồi qua cảnh trong giường nó tự nhiên nó xấu đi, là chắc chắn cái người này sẽ rời khỏi cái thiên giới đó và tái sanh ở cái cõi nào mà nó tùy theo cái mức độ của tâm sân mà nó tới đó. Cho nên có những vị chư thiên đang ở cõi trời có thể xuống địa ngục. Nhưng mà thí dụ như một cái vị chư thiên này hung dữ mà cái người mà bị tấn công đó mà nhẫn nại được đó thì cái vị nhẫn nại không bị, vị kia mới bị. Còn không là hai bên mà cãi nhau thì hai bên lập tức rơi xuống, tùy theo cường độ tâm sân của mình mà rơi xuống trong 4 cái cảnh khổ đó. Là nó có trổ cái quả tức thời liền. Thành ra nói như vậy để cho mình thấy rằng là cái cõi dục này gây lộn thoải mái nhưng mà không thoải mái đâu. Tại vì mỗi lần gây lộn á thì cái tâm sân đây nè, nó sẽ để lại những cái hạt giống của nó. Nó trổ những cái quả đó trong tâm. Và cái quả trong tâm nó mạnh chừng nào đó thì cái khi mà nó cái diễn tiến của cái lộ trình tâm của mình tới cái phần phân đoán này đây thì nó sẽ đi theo cái gì mạnh nhất trong tâm, tức là cái phần pháp thiện và pháp bất thiện đó, là cái nào mạnh nhất đi theo đó. Cho nên cái người mà cái tánh sân nó mạnh đó thì nó phản ứng theo sân. Người si phản ứng theo si, người tham phản ứng theo tham, còn cái người cái tánh nhân hậu phản ánh theo cái phản ứng nó theo cái nhân hậu, nó đi theo cái đó.
Và khi mình nhìn thấy cái đó, mình biết như lý tác ý và phi như lý tác ý là gì. Và mình nhìn như thế để mình thấy cái gì? Mình thấy là cứ mỗi ngày mình quân tập một chút. Nói một chút chứ nó dữ dội lắm. Tại vì cái này nè, đâu có bao giờ mình sân một giây đâu. Thấy không? Tối thiểu cũng một phút mà. Thấy không? Mà như vậy một giây đồng hồ là 250.000 tỷ. Không phải 250 mà 250.000 tỷ. Cái hạt, cái tâm này nó sinh gì? Như vậy đâu có ít. Bởi vậy người ta mới cái quý vị nghe trong cái thông thường cái đời sống ta nói này, giai một trả mười, theo sư cô thế không phải giai một trả mười mà trả tỷ. Tại vì nó sẽ lặp lại, nó lặp lại theo cái này. 250.000 tỷ thì nó sẽ trổ những cái quả tương ưng của nó, và khi những cái quả tương ưng đó mà nó nối kết ra thì nó cứ thế mà nó tăng lên. Cho nên quý vị về đọc lại cái những cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật đó, quý vị sẽ thấy tại sao mà có những cái vị xuất gia mà những cái tập khí nó quay trở lại, thì Đức Phật luôn luôn nói rằng tiền kiếp người này đã từng làm như vậy rồi. Và nó đi hoài, đi mãi, nó đi không ngừng. Nó chỉ ngừng lại khi nào mình thấy rõ, biết rõ. Vì thấy không? Thấy bản chất của thiền tứ niệm xứ là như thế đó. Thấy rõ, biết rõ. Và khi mình thấy rõ, biết rõ thì mình chắc chắn là không làm nữa. Và chỉ có như vậy rồi mới thoát thôi. Còn không, mình tưởng đúng. Cái tưởng ghê gớm lắm. Cái hoạt động của tưởng là thường trực trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Mà nó tưởng đúng, nó tưởng đúng nó mấy lần. Và khi nó tưởng như vậy á, thì nó đã hình thành những cái nó trải qua, và nó gọi là kinh nghiệm của nó. Nhưng mà như chúng ta biết là tất cả đều trôi qua hết, thì đâu có cái điểm dừng lại để mà lấy được cái kinh nghiệm ngày hôm qua là chính xác cho ngày hôm nay. Kinh nghiệm ngày hôm qua có thể sử dụng cho ngày hôm nay, nhưng không chính xác 100%. Còn khi mình tưởng nó chính xác 100%, thì cái đó là cái mà đem tới những cái điều mà coi như mình không có lường được là nó sẽ bất lợi cho mình ra sao, mình không có lường được. Mình cứ nhớ, tâm thức của mình như một cái dòng chảy. Một cái dòng nước nó đã chảy qua rồi, nó có trở lại đi nữa, nó cũng không giống như lúc nó chảy qua. Thì cái đời sống nội tâm mình cũng như vậy đó. Những cái gì nó đã trải qua rồi, nó có thể nhớ lại, nó có thể có kinh nghiệm, nhưng bao giờ cũng phải nói với mình đó, tất cả những cái đó là những cái chuyện quá khứ. Nay mình đem trở lại đây thì nó phải có cái mới của ngày hôm nay. Nó không thể 100%. Và bởi vì mình cũng đừng có buồn khi mình có con cái mà mình muốn truyền tất cả những kinh nghiệm tốt đẹp của mình cho nó không nghe, đừng có buồn. Bởi vì đó là của mình mà, đâu phải của nó. Bởi vì trong luân hồi nó cũng có kinh nghiệm của nó vậy chứ. Và đặc biệt là tất cả mọi người đều đi theo cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc ở thế gian này khác nhau. Thành nó phải đi theo cái dục vọng của nó, nó đi theo cái ước muốn của nó. Khi mình nói nó không nghe, mình phải nhìn coi nó muốn cái gì. Khi nó muốn cái gì, nó quyết định cái gì, có nghĩa là nó định hướng đời nó sẽ như thế đó. Và mình có khả năng bẻ được không? Không có khả năng bẻ được thì để nó đi. Bởi vì nó phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của nó. Mình cũng chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình. Vậy mình hãy sống tốt theo ý mình đi, và để nó sống theo ý nó. Nó sai nó phải trả giá. Còn cái khi nó tìm tới mình á, mình đừng có đóng cái vai trò là cái người gánh hậu quả cho nó, mà mình đóng cái vai trò đó là cái người có thể giúp được cái phần nào mà giải quyết cái hậu quả của nó là mình giúp. Chứ mình không có cái trách nhiệm là mình hốt hết cái hậu quả của nó. Mình nổi sân lên
mình đau khổ, mình phiền muộn, tại vì mình muốn hốt hết cái hậu quả của nó vô mình. Cái đó là cái sai của mình. Và có khi đó mình buồn, mình nói con mình không nghe là tại vì đó mình sợ nó làm sai, mình phải hốt cái hậu quả của nó. Bây giờ mình phải khẳng định rõ ràng là nó có cái quyền ước muốn của nó, và mình chỉ là cái người giải thích cho nó hiểu thôi. Còn nó không hiểu, nó cứ là. Và khi cái hậu quả xảy ra thì phải để cho nó gánh. Còn mình giúp được phần nào mà giúp hay phần đó. Nhưng mà hầu hết người ta sai lầm ở cái chỗ là người ta muốn gánh cho nó. Vừa gánh vừa chửi, vừa gánh vừa khóc, vừa gánh vừa cào nhau, vừa gánh vừa cằn nhằn. Tất cả nằm đây tạo biết bao nhiêu những hạt giống xấu cho chính mình mà mình không biết. Mình nói mình khổ vì cái gia đình của mình là tại vì mình không sáng suốt mình mới khổ chứ. Chứ nếu mình khá sáng suốt thì mình biết rằng ai cũng đi bằng hai cái chân của người ta, mình đâu có đi thế được. Cái hồi còn nhỏ thì mình đi thế được, tại vì mình bồng nó trên tay thì mình đi thế nó được. Nhưng bắt đầu nó biết đi rồi mà nó đi vững chắc rồi thì mình đâu có bồng nó trên tay được. Thành ra mẫu cái con người đó bây giờ nó còn nhỏ, chứ thực sự ra nó cũng đã luân hồi từ bao nhiêu kiếp tới đây rồi. Và nó đi theo nghiệp của nó. Mình đi theo nghiệp của mình. Mình giải dột là mình tạo một cái nghiệp, là mình gánh cho người ta vì luyến ái của mình mà thôi. Còn nếu như mình hiểu rõ rằng đó, con mình làm cái ruộng phước mà mình đã giúp nó từ cái hồi nó chưa có thể xoay trở được, cho đến bây giờ nó xoay trở được, để nó xoay trở. Nó hỏi ý kiến thì nói, không hỏi thì thôi. Nhưng mà mình luôn luôn đó, mình cứ không sống cuộc đời của mình mà mình cứ đi theo cái đời sống của nó, mình cứ muốn biến cái đời sống của nó theo ý muốn mình, là do mình sai. Do mình cứ ngỡ rằng, tức là cái tưởng điên đảo của mình nó ngỡ rằng là con mình còn bé bỏng, ngỡ rằng là mình phải tiếp tục trách nhiệm về nó. Luật pháp cũng nói rõ 18 tuổi mỗi người phải tự trách nhiệm về tất cả hành vi của mình. Còn vi diệu pháp này đó, thưa quý vị, bây giờ có mới sanh ra mà hung dữ rồi cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình chứ đừng nói gì. Nó đứa nó dữ lắm. Nó đưa cho nó bú mà nó giận cái là nó cắn. Nó hất ra, dữ dằn lắm. Nó phải chịu trách nhiệm về hành vi của nó ngay từ đó rồi, trong tâm nó rồi. Tại mình không biết. Tại mình không biết thôi. Mình cứ tưởng là mình phải chịu trách nhiệm về hành vi của nó. Tại mình tưởng, tại mình ngỡ, là vì tưởng mình điên đảo. Cho nên mình hiểu sai thì mình phải khổ thôi. Còn nếu mình hiểu đúng thì đâu có khổ. Người ta sống chung với nhau chứ người ta đâu có sống thế cho nhau. Người ta đi bên cạnh nhau chứ người ta đâu có thể nhập một, hai con người nhập một mà đi đâu. Trong cái tưởng của mình đó là hai người nhập một để đi mới chết chứ. Song sanh mà nó không phải hai đứa mà song sanh, cái đứa thứ nhất nó nhập vô cái đứa thứ hai luôn. Mà nó nhập có một cục à. Chuyện đó chưa xảy ra trong cái y học, nhưng xảy ra trong cái tưởng của mình. Chồng mình cũng là một, con cũng một, 10 đứa cũng một, má cũng một, ba cũng một, ai thương nhất cũng một. Trời ơi, nó nhập như vậy nó đi mà nó không khổ sao được, nó không đen tối sao được. Suy nghĩ kỹ rồi đi mới thấy mình nó sai cái cỡ nào. Nên tạo nghiệp ghê gớm lắm mà không biết, mà toàn là những cái nghiệp mà tâm tối cho mình không mà mình không biết. Mình cứ tưởng như vậy mà mình là cái người mẹ hiền, mình tưởng mình như vậy là cái người bảo vệ cái tổ ấm này, cái hạnh phúc gia đình này. Mình là người phá hoại thì có đâu có bảo vệ chỗ nào đó. Người bảo vệ là người phải đem đến sự bình an và sự vui vẻ, hạnh phúc thì mới là người bảo vệ. Còn cái người mà khóc lóc, cằn nhằn, gây xáo trộn là cái người đó người phá hoại.
mình miệng thì nói bảo vệ mà tâm phá hoại rồi đó, ai mà chịu được cái sự mâu thuẫn của mình. Rồi hôm nay chúng ta sang cái bài mới, đó là cái bài cảnh và thọ. Rồi mình học cảnh và tâm, bây giờ tới cái bài mới là cảnh và thọ. Cảnh và thọ. Cảnh chúng ta nói một cách tổng quát á là năm cảnh thuộc về năm căn. Đó là năm cái cảnh ngoại. Cảnh ngoại. Còn giờ nó có cái cảnh nội. Cảnh ngoại là cảnh ở bên ngoài. Là ngoại cảnh á. Cảnh ở bên ngoài. Là nó có năm cảnh. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc. Còn cảnh nội đó là cảnh ở trong tâm. Ở trong tâm thì nó có hai. Cái thứ nhất á là năm cảnh cũ trảo lại. Cái thứ hai là cảnh của tưởng. Các cảnh nó đi như thế này. Còn thọ thì chúng ta có ba cái chính: khổ, lạc và xả. Khổ này đó, chi tiết ra đó thì nó có thêm ưu. Thì là cái gì nó thuộc về đau đớn ở cái thân thì nó gọi là khổ. Cái gì mà phiền não trong tâm thì gọi là ưu. Còn lạc là những cái gì mà nó đem lại cái sự thích thú, cái sự hưởng thụ có liên quan đến thân thì nó gọi là lạc. Còn cái gì có liên quan đến tâm thì nó gọi là hỷ. Trong cái đời sống mà thuộc về cái pháp thế gian đó thì tất cả những cái chúng sinh trong cõi dục này đó sống đó là coi như là dính chặt vào đó thọ. Khi mà những chúng sinh cảm thấy hạnh phúc thì có nghĩa là hỷ lạc đang phát sanh. Mà những chúng sinh thấy đau khổ là khi khổ ưu phát sanh. Nó đi như thế đó. Và người ta sống, người ta khăng khít với cái này. Và coi như cái đời sống là nó gắn liền với cảm thọ. Và có một cái điều kỳ lạ đó là những cái cảm thọ đó nó luôn luôn nó xảy ra, nó diễn ra từng cm một trên cái sắc thân này. Dẫu mình đang ăn, dẫu mình đang nói, dẫu mình đang làm hoặc không làm gì hết thì những cảm thọ nó tự khởi sanh lên. Có khi nó khởi sanh lên, nó dính liền trong cái cảm nghĩ của mình hoặc là trong cái sự xúc chạm của năm căn, nó khởi sanh lên, nó luôn luôn nó khởi sanh. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy gì? Cái tâm chúng ta đây nè, nó bị trầm bổng. Chúng ta gọi là nó bị trầm luân, tức là nó quay cuồng trong những cái cảm thọ này. Vui, lạc hỷ nó cũng quay cuồng, mà khổ ưu nó cũng quay cuồng. Nó không dứt trong cái đời sống chúng ta. Và cái người thế gian á, lấy những cảm thọ làm cái sự chính yếu trong đời sống của mình. Ai cũng như vậy hết. Nhưng khi chúng ta lấy cái đó làm chính mà chúng ta lại không biết rằng đó là những cái mà chúng ta đang hưởng đây nó đem đến cái gì cho mình thì mình không hiểu. Thì trong cái chi pháp của vi diệu pháp có nói thế này: khi
khí mà tạo tác nên cái các cái pháp thuộc về thiện hay bất thiện, thì đó là cái vai trò của sở hữu tư. Vai trò của sở hữu tư. Nhưng khi mà hưởng, khi mà hưởng, khi mà thọ hưởng này này, thì nó thuộc về cái vai trò của sở hữu thọ. Đây, sở hữu tư tạo nghiệp trong tâm động tốc. Nhưng mà sở hữu thọ thì hưởng hạnh phúc hoặc nhận đau khổ là do sở hữu thọ. Và ngày nào còn luân hồi trong cõi dục thì cái ngày đó cái quy luật này khó thay đổi. Vậy thì tại sao chúng ta sống bằng cảm thọ mà chúng ta lại không hiểu những cảm thọ nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó? Nó là những cảm thọ bất thiện hay cảm thọ thiện? Vậy cảm thọ bất thiện có gì? Cảm thọ bất thiện có đầy đủ lạc, hỷ, khổ, ưu và xả, có đầy đủ hết. Còn trong khi những cảm thọ thiện có gì? Cảm thọ thiện có lạc, có hỷ và có xả. Nhưng mà cái xả trong cái thọ thiện này đó, nó thêm một cái dấu cộng nữa là nó cộng với hành xả. Những cảm thọ thiện thì nó có lạc, hỷ và hành xả. Thì chúng ta nhìn vào cái bản phân tích trong cái Phật pháp này đây đó, thì chúng ta sẽ thấy thế này. Cái khi nào mà cái tâm chúng ta nó giận, nó buồn, nó lo, nó bức xúc, nó ăn năn hối lỗi vân vân, tất cả những cái thế đó, thì chúng ta biết là pháp bất thiện đang khởi lên trong tâm. Mà pháp bất thiện khởi lên trong tâm có nghĩa là tâm động tốc nó đang hoạt động với tất cả những cái pháp bất thiện của nó đây. Và như vậy nó sẽ trổ quả và nó sẽ nhập vào trong cái dòng nước đen thuộc về tham sân si đấy. Còn đây là pháp thiện và thiện trí không khởi lên. Để chúng ta phân biệt rõ ràng. Chúng ta nói hoàn cảnh vậy không buồn sao được. Hoàn cảnh vậy buồn thật. Ai cũng phải buồn. Bởi vì mình chưa có thành Phật phải buồn. Nhưng có nên tái lập nó không? Đó là cái câu mình có thể trả lời với mình được. Có nên lập đi lập lại nữa không? Hay là nó làm cho mình khổ rồi buông ra? Có bao giờ mình nghĩ rằng đó, một cái thức ăn mà nó đã thiêu thúi rồi đó, mình đưa vô trong miệng mình nôn ra rồi mà mình vẫn cứ nhận vô hoài, mình nghĩ mình có điên không? Mình không có điên. Chỉ có người điên mới nhận vô thôi. Nhưng mình rõ thật là mình điên là bởi vì cái buồn mình nó cứ lặp đi lặp lại. Mình nhớ tới để mình khóc. Mình nhớ tới mình buồn, mình nhớ tới để mình tuyệt vọng, mình nhớ tới để mình giận dữ, mình nhớ tới để mình cằn nhằn. Thì đó là những cái thức ăn đã hôi thối, đã băng hoại rồi. Đưa vô miệng rồi, nó nôn ra rồi. Bây giờ cứ nhận vô. Mình có điên không? Có phải sự điên rồ của mình không? Với sự điên rồ đó, trong Phật Pháp gọi là tưởng điên đảo. Và đó là những cái pháp điên đảo thuộc về pháp bất thiện đã hoành hành trong tâm của mình mà mình không hề biết. Thì cô có những cái việc phải đi xa. Đi trên cái chiếc xe mà đi xa mấy trăm cây số vậy, 6-7 tiếng đồng hồ vậy. Mình thấy trên xe nó bật những cái loại nhạc mà mình nghĩ mình thương cho các ông tài xế. Năm này qua tháng khác,
phải nhai đi nhai lại những cái điệp khúc rền rĩ đó, hoặc là những cái nhạc mà những cái sự kích động của nó chỉ là tâm tham thọ hỷ mà thôi. Thì người ta đã phải làm việc vất vả, thể chất đã mệt mỏi rồi, còn cái tâm người ta nuốt toàn là thuốc độc không? Nhưng người ta không nhận ra, mà ta vẫn thưởng thức những cái thứ đó. Thưởng thức có nghĩa là hưởng. Người ta thưởng thức những cái bản nhạc đó, những cái lời rền rĩ đó, những cái lời than khóc đó, những cái lời nhớ nhung đó, những cái lời mơ mộng đó. Mà tới ai cũng hưởng hết. Người ta ăn những cái món ăn đầy độc chất ở trong đó, người ta vẫn cứ ăn. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà mình đi khắp nơi đó, mình thấy cái phước của mình rất là ít. Tại vì đói quá phải ăn, đói quá phải uống. Mà những cái thực phẩm đưa vào đó thì thấy là nó nuôi có 50 mà nó muốn tới 60-70 phần là nó giết cái thân của mình rồi. Nó gây nên cái bệnh tật rồi, vẫn phải ăn, vẫn phải uống. Ở trong cái hoàn cảnh không thể khác hơn. Thì quý vị thấy cái đó là một cái là coi như mình sinh ra vào trong một cái thời đại mà mình thiếu phước, cho nên là cái thân xác này nó phải bị hoành hành để nó đưa đến cái khổ vì bệnh tật, cái khổ vì những cái chức năng tốt đẹp trong tất cả những cái cơ quan hoạt động trong cơ thể của mình nó bị nhiễm bệnh hết. Và khi cái thân bệnh này á, là nó là pháp bất thiện, nó đã có mặt thường trực trong cái thân bệnh rồi. Rồi thêm nữa là về cái tâm mà nó bệnh nữa đó, thì quý vị thấy là đủ thứ cái chuyện ở trên cái thế gian này. Chuyện vui thì nó hiếm, mà cái chuyện buồn thì nó rất là nhiều. Đi ra ngoài đường á, thấy người ta chạy xe không là đã giật mình, đã sợ rồi. Thì đủ biết là người ta đã chạy xe bằng cái tâm tham và tâm sân, và luôn cả cái tâm si. Còn mình thì nơm nớp để mà sợ hãi. Nếu mình sống trong một cái thời đại mà cực kỳ bất an, bất an về mặt thể xác lẫn về mặt tinh thần. Mà nếu bây giờ mình không có an trú vào trong một cái nơi chốn mà nó đem lại cho mình cái sự bình an, thì cái đó là giống như mình bị trong cái cơn trốt vậy. Một cái cơn lốc vậy đó. Mà cái cơn trốt, cơn lốc là cái sự điên cuồng. Cái năm đó ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu đó, bão lụt và có những cái cơn trốt nó rất lớn. Và cái điều mà làm cho sư cô có một cái ấn tượng không có thể phai được đó, là khi mà nó, những cái cơn lốc tới đó, thì nó xoáy vậy thì những cái nhà có mái tôn nó hốt lên. Thì trong chùa cũng có cái nhà mái tôn, khi nó hốt lên vậy rồi nó mới phan xuống. Thì cái điều lạ lùng là khi mình ra mình nhặt những cái tấm tôn đó lên đó, thì nó không phải như mình nghĩ là nó xé rách cái tấm tôn đó ra, nhưng mà nó giống như bây giờ mình cầm cái tờ giấy A4 đó, mà mình bóp nó lại vậy. Không biết cái gió như thế nào mà nó bóp lại như thế này, quý vị nhỉ? Thì đó, những cái cơn trốt đó là những cái cơn điên cuồng. Chúng ta đây á, sống trong một cái thời đại mà chúng ta là những cái vật dụng, nó đi theo cái cơn trốt đó. Giữ mình được yên ổn là cái chuyện cực kỳ khó khăn. Mà bây giờ mình còn không biết nữa thì mới sống làm sao đấy. Tâm mình lúc nào cũng không có vui hết, bất an hết, đủ có mọi thứ. Bệnh tật dài dò. Pháp bất thiện là bệnh ở thân là pháp bất thiện. Tâm không an ổn là pháp bất thiện. Những cái cảm thọ này nó dày dò, nó lôi cuốn mình, thoát không được. Làm sao con đường tiến hóa tâm linh của mình làm sao? Và không ai giúp cho mình trên cái đường tiến hóa tâm linh này hết đó. Chỉ có mình nhận thức ra. Mình nhận thức ra thì mình tránh được, còn mình không nhận thức ra thì mình để cho mình bị cuốn vào trong cái dòng xoáy đó, và mình phải chịu thôi, đâu có làm sao được.
Thành ra chỉ có sự sáng suốt của mình, chỉ có trí tuệ tâm linh của mình á, mình mới dẫn mình ra khỏi cái cơn trút thôi, cái cơn xoáy lóc thôi. Và phần lớn là khi mà thân hoại mạng chung thì đúng như là Đức Phật nói, khó mà được tái sanh làm người, khó mà được tái sanh làm chư thiên. Nhưng bốn con đường khổ thì nó coi như là nó là con đường quen thuộc. Cái đó là cái điều kinh hoàng nhất mà chúng ta phải nghĩ cho ra. Đó, hằng ngày quý vị thưởng thức cái gì về mặt cái nội tâm của mình, mình thưởng thức cái gì? Hằng ngày về cái thân thể mình ăn uống cái gì thì mình biết. Cái nhìn cái đó là mình biết thôi. Bởi vì cái ăn uống đưa đến sức khỏe thì pháp thiện, mà cái ăn uống mà nó đưa đến chỉ là duy trì cái sự sống, nhưng mà nó tạo nên cái bệnh hoạn nhiều quá thì mình biết đó là cái pháp bất thiện rồi. Phân biệt ra rất là rõ như vậy. Còn về cái pháp thiện mà lạc hỷ xả này nè, lần trước thì con đã giảng kỹ rồi, bữa nay chưa ôn lại nè. Thường thường cái xả mà nó nằm trong pháp bất thiện, nó là sự vô cảm, nó là sự lạnh lùng, nó đi trong cái trạng thái đó. Hoặc là nó xuất hiện dưới một cái dạng đó, là nó giống như là nó thản nhiên, nhưng mà thật sự không phải thản nhiên. Nó là chính xác, nó là sự vô cảm. Cho nên người ta nói có những kẻ giết người mà nó gọi là máu lạnh đó, không hối hận, lặp lại bình thường, không có gì phải nao lòng cả, và không có gì phải xét lại cả. Việc làm đó như vậy là như vậy, không khác hơn. Quý vị thấy trong luân hồi, những người này đâu có thành người được đâu, mà họ sẽ thành những cái thứ mà trở thành cái đe dọa chung cho tất cả mọi người. Họ thành một cái loại hạng người nào mà nó biểu hiện cho cái sự hung ác nhất, cho cái sự vô cảm nhất, thì họ là hiện thân của người đó. Thành ra một cái án tử hình không giải quyết được cái chuyện mà nó tiếp tục là một cái mối đe dọa cho tất cả chúng sinh trong cõi dục, không giải quyết được. Cho nên nhiều nước người ta sáng suốt đó, người ta có hai loại chung thân. Một cái loại chung thân không cứu xét, và loại chung thân có cứu xét, chứ không tử hình. Chung thân không cứu xét có nghĩa là tử hình, nhưng mà không có giết chết để người ta sống. Mà trong cái điều kiện của nhà tù đó, nó cũng không phải là cái chỗ để hành hạ con người. Mà những người này đó, sau một cái thời gian cải tạo vào cái khuôn phép rồi đó, thì người ta cho sử dụng thư viện, người ta cho được tiếp cận với tôn giáo nếu muốn. Thì như vậy dần dần nơi cái người này nè, nó sẽ có thể chuyển đổi được. Thì cái đó trước nhất là tốt cho cái bản thân của người đó, sau nữa là đối với cái mối đe dọa chung á, thì cái này nó giảm xuống. Còn tử hình không giải quyết được gì cả, cái chết không giải quyết được cái gì cả, nhất là cái chết mà người ta không chấp nhận, cái chết mà người ta sợ hãi, một cái chết người ta bị bức bách, người ta không muốn. Thì như vậy cái chết đó sẽ đem tới cái tai họa, không đem tới một cái tốt đẹp nào cả. Thì là trong cái bất thiện thì chúng ta thấy lạc hỷ có đầy đủ hết. Cho nên mới nói là có những kẻ đó thọ hưởng cái dục lạc và đắm chìm trong cái dục lạc này. Tất cả những gì người ta có thể hưởng thụ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều làm cho người ta có thể đắm chìm. Và những cái quan hỷ nó theo những cái hỷ lạc này đó, thì bao giờ nó cũng mang cái tính chất kích động, mang cái tính kích động, đòi hỏi mãi không thỏa mãn. Vì thấy mấy ông vua tam cung lục viện, chánh hậu rồi thứ phi rồi cung tần thê thiếp 3-4 ngàn người cũng vẫn không thỏa mãn. Chúng ta lật ngược một ngày mai, cái người mà có 3-4 ngàn cung tần phi nữ đó, về sau lật ngược lại thì quỷ quy thì họ thành người gì biết rồi.
mình gieo xuống, người ta phải nhận, thì bây giờ mình phải nhận những cái gì mà chính mình gieo xuống để mình biết. Nó đi ngược lại, cái đường luân hồi là nó phản ánh ngược lại, nhân quả nó phản ánh ngược lại, thì người ta sẽ biết cái điều này, biết rõ cái điều này. Cho nên mình gieo xuống, cái người gieo xuống hỷ hả, cái người nhận phải đau khổ. Nhưng luật nhân quả đó, người nào gieo xuống mà người khác phải nhận, thì có một ngày sẽ nhận cái gì mình gieo và học cái bài học tâm linh đó. Chừng nào học được thì thoát, không học được còn tiếp tục. Bất cứ cái cảnh nào, cảnh người cũng vậy, mà cảnh địa ngục cũng vậy, cảnh ma giới cũng vậy, tất cả mọi cảnh đều phải học một bài học về tâm linh. Học được thoát, không học được cứ tiếp tục như thế cho đến bao giờ thôi. Nên quý vị thấy có những con heo khi chết ta chôn nó, những con đó rất hiếm, nhưng phần lớn heo khi chết người ta đều ăn thịt hết, chưa chết người ta đã giết để ăn thịt. Thì những cái con heo mà nó chết mà được người ta chôn đó, là cái nghiệp sát của nó, nó đã sám hối và nó đã hành cái giới thứ nhất đó, là cái hành giới mà để cứu người của nó là nó nhiều lắm. Cho nên là cái kiếp heo là cái kiếp mà nó phải trả, là cái kiếp để nó học cái bài học sau cùng mà nó không có trở thành heo nữa. Còn nếu nó còn bị giết chết và nó còn phải hét lên, phải sợ hãi trong cái giờ nó bị thọc huyết chết, thì nó vẫn còn luân hồi. Bây giờ đây chúng ta làm người, chúng ta sống trong cái đời sống mình, tất cả những cái đau khổ mình phải nhận lấy đây nè, mà mình học ra được bài học thì mình thoát. Còn mình không học được thì mình tiếp tục nữa, không dừng lại đâu, nó tái lập lại nữa. Và kiếp này được kiếp nữa, được kiếp nữa, kiếp nữa, cho bao giờ học được thì thôi. Học không được thì còn tiếp tục. Nó phải dài, nó phải xéo, nó làm đủ văn đủ cách, mà chính mình đã gieo đau khổ cho người ta bằng muôn vạn cách nào. Bây giờ mình phải đau khổ cho đến những cái muôn vạn cách đó mà tỉnh được, thấy ra được, thoát. Chưa tỉnh thì lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại không ngừng. Đó là cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ, để trong cái kiếp người này nè, mà chúng ta biết được cái giáo pháp, mà chúng ta thấy được những cái đau khổ của mình, những cái hoàn cảnh không thể thoát ra được, thì nên sám hối đi, nên nguyện là không tái lập nữa đi. Và nên đọc từ những cái hoàn cảnh, những cái chúng sinh hành hạ mình ra sao, hãy đọc cái tâm của họ, hãy thấy cái hoàn cảnh đó, để biết mình đã tạo ra hoàn cảnh đó, để mình biết mình đã hành xử trong cái tâm đó, nguyện chấm dứt. Còn không, không hết đó. Và người ta đến với đạo Phật bằng mê tín, đến lại Đức Quan Âm, lại Đức Phật cho con thoát khổ. Thưa quý vị, đó chỉ là một cái lời ve vuốt với chính mình thôi. Đâu có ai cho mình hết khổ đâu. Đạo Phật dạy mình nhân quả và dùng trí tuệ để thoát khổ, không phải dùng lời cầu nguyện để thoát khổ. Lời cầu nguyện chỉ để làm cho mình lắng tất cả những cái đau khổ của mình xuống, để mình tỉnh táo sáng suốt mà mình giải quyết, chứ không phải rằng là mình đi con đường mê tín. Cầu nguyện tốt, nhưng để cho nó lắng dịu mà thôi. Còn nếu không mình sẽ nói thờ ông Phật đâu có linh đâu, đổi thờ ông này linh hơn, thờ vị này linh hơn, đổi đổi cho đến khi nào mà linh như ý muốn. Biết đâu cái tượng đó có ma quỷ vô đó. Nó cho được mấy cái rồi sau đó là mới biết nó đòi cái gì. Cho nên đừng đi con đường mê tín, phải đi bằng con đường nhân quả. Và cái nhân quả là phải học từ trong tâm và cảnh, từ trong cảnh và tâm, hai cái đó mà thôi, không có cái chỗ nào khác hơn cả.
những cảnh mà mình phải chịu đây. Tâm mình trong lúc chịu đựng sao? Người trong cảnh đó hành xử như thế nào mà mình đau khổ đây? Phải học từ chỗ đó để thoát ra. Không phải cầu nguyện. Cầu nguyện là bôi dầu, là xoa xoa cho nó đỡ vậy thôi, chứ không kết thúc. Kết thúc phải có sự sáng suốt. Còn không, mình đến với đạo Phật bằng sự mê tín. Phật sáng suốt, Phật dạy mình sự sáng suốt. Người thành Phật không có cầu sinh nay mà thành Phật cả. Người cầu Phật, người thành Phật là biết rèn luyện từ trong vô lượng kiếp để cho cái trí tuệ mình được thắp sáng mà không còn tâm tối nữa. Không làm cho cái tưởng điên đảo dẫn dắt mình đi nữa thì mình thoát khổ, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn nếu không, nó không phải là chánh pháp, nó là tà pháp ở trong tâm mình. Mình tìm tới tà pháp vì trong tâm mình nó đã khởi dậy cái tà pháp. Còn chánh pháp tự mình phải vươn lên, nằm ở đây, phải phân tích, phải phán đoán. Sai thì làm lại, sai thì sửa, sai thì học hỏi để tiếp tục phân tích và phán đoán. Những cái này làm phát sanh trí tuệ. Không phải cầu, không phải cúng. Mặc dù hàng ngày chúng ta vẫn cầu, hàng ngày chúng ta vẫn cúng, nhưng cái đó nó là một cái phương tiện để cho cái tâm mình được bình mà, để cho cái tâm mình cái pháp thiện nó được khởi lên. Chứ không phải nó là giải quyết tận gốc để. Đó là một cái phương tiện, nó không phải là cứu cánh. Như vậy á thì chúng ta sẽ thấy nè, khi cái cảnh nó xuất hiện và cái tâm của chúng ta đó tiếp cận với cảnh, thì bất cứ một cái tâm nào khởi lên cũng đều có thọ có mặt ở trong đó hết. Đây chúng ta nhìn đây, bảy cái sở hữu biến hành này, thì 121 tâm này khởi lên thì bảy sở hữu biến hành này có đầy đủ hết xúc thọ. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý thọ phát sinh. Như vậy tâm chúng ta đối với cảnh, nó xuất hiện cái tâm gì, tâm thiện hay bất thiện, thì cảm thọ thiện và cảm thọ bất thiện có mặt trong cái tâm thiện và tâm bất thiện đó. Thọ không bao giờ đứng riêng một mình, mà thọ đều ở trong tâm. Cho nên chúng ta nói cảnh và tâm, và bây giờ chúng ta nói cảnh và thọ, là chẳng qua chúng ta muốn nhấn mạnh cái vai trò của thọ, để thấy cái vai trò đó nó mạnh mẽ trong cái đời sống của chúng ta ra sao. Nhưng mà tất cả thọ đều ở trong tâm. Như vậy khi nói cảnh và thọ, có nghĩa là chúng ta sẽ xem xét những cái cảm thọ, những cái trạng thái thuộc về cảm thọ trong tâm của chúng ta như thế nào đối với cảnh. Và tất cả những cái này á, thì sư cô cũng có giảng rồi. Cái thọ này chính là nghiệp cảm. Vì khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần đó, thì chúng ta có những cái cảm xúc khởi lên. Những cái cảm xúc này nó khởi sanh nó là do cái dòng nghiệp của quá khứ, cho nên nó gọi là nghiệp cảm. Đi theo cái nghiệp của mình. Chỉ cho quý vị thấy cái cảm xúc mà nó thành cái nghiệp cảm, nó thường thường xuyên nó hoạt động trong tâm mình. Ví dụ như mình nghe một cái tin gì đó mà nó chấn động quá, thì tự nhiên là cái cảm xúc của mình khởi lên rất là mạnh. Mình sợ hãi, hoặc là mình kinh ngạc, hoặc là mình bị giống như là nó bị xúc động quá mạnh chẳng hạn vậy. Thì những cái nghiệp cảm này nó theo cái dòng cảm xúc đó, nó hoàn toàn nó đi từ trong quá khứ nó tới, nó tiếp nhận bằng những cái tâm quả. Và cái nghiệp cảm này khởi lên nè, làm cho chúng ta bị cuốn hút trong những cái cảm thọ
lạc hỷ và cảm thọ khổ ưu này mà nó đưa tới một cái quyết định. Nó thiếu trí tuệ trong cái phần phán đoán này đây. Cho nên là khi một cái người mà bị xúc động quá, bao giờ chúng ta không để yên cho những cái cảm xúc của họ lắng lại, thì như vậy đó trí tuệ nó mới phát sinh được. Còn không, nó sẽ đi theo nghiệp cảm này. Cho nên có những người đó, khi họ tiếp cận những cái tin không vui đó, có thể họ ngất đi. Nó mạnh cho đến đợi mà nó làm cho cái sắc thân của những người người đó đó, bản thân là nó phải ngừng hoạt động, nó chịu đựng không nổi. Thì quý vị thấy không, cảm xúc rất mạnh và cái nghiệp cảm từ quá khứ nó trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ, làm cho người này ngất đi, không chịu được. Và thường thường đó, khi mà những cái cảm thọ mạnh này nó khởi lên đó, là bao giờ nó cũng đi kèm cái tư tưởng điên đảo của nó khởi lên cả. Bởi vì cho nên đó là chúng ta đây, những người mà các căn tiếp xúc với các trần, chúng sinh cõi dục phải sống như thế, thì chúng ta hiểu là những cái cảm xúc đi theo những cái cảm thọ này diễn ra rất mạnh trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Vì vậy khi có cái gì xảy ra mà nó làm chao động trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta đang bị cái dòng cảm xúc này nó lôi cuốn chúng ta. Và nghiệp quá khứ của chúng ta nó đang khởi về đây, cho nên phải làm cho nó lắng xuống, làm cho nó bình an lại. Và sau đó chúng ta thận trọng suy nghĩ để có quyết định. Còn nếu chúng ta đi theo cái cảm xúc này nè, thì cái nghiệp cảm này thường thường là nó xấu chứ không tốt. Phần lớn là những cái đó là không có đưa đến cái sự tốt đẹp cho mình rồi, mà đó là những cái không hay. Cho nên là sau khi cái cảm xúc nó lắng dịu rồi đó, thì người ta mới đủ cái sự sáng suốt. Thì như vậy lúc đó mình mới không sai lầm. Đây là cái câu chuyện mà sư cô kể quý vị nghe rồi, bây giờ lặp lại thôi. Đó, buổi sáng đó Đức Phật cùng với chư Tăng bưng cái bình bát đi khất thực. Lúc về lại cũng trở về con đường cũ. Thì chư Tăng rất là ngạc nhiên. Tại vì Đức Phật thường hay buổi sáng mà đi con đường này á, thì cái lúc về là về đường khác, không có về cùng một đường. Nhưng hôm nay đi một đường lại về một đường. Thì lúc đi đó là có tế độ cho một người, mà lúc về đó lại tế độ cho một người chết. Lúc đi thì tế độ cho cái người này còn sống, mà lúc về tế độ cho chính người này đã chết. Thì có một cái vị đó, không phải là cái người của đạo Phật, người ta là một cái người đạo sĩ tu theo cái sự hiểu biết của người ta thôi. Thì tu hoài mà không có đạt được cái gì hết, cho nên là những cái người bạn tu mới nói là nên tìm đến ngài Gotama để hỏi ngài. Thì vị này đó canh bao nhiêu ngày rồi, sáng hôm đó mới trông thấy được Đức Phật tới, cho nên rất là hoan hỷ, quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và xin Đức Phật dạy cho mình cái pháp tu. Thì Đức Phật đứng yên nó không có trả lời. Thì cái người này chờ đợi hoài không được. Thì cuối cùng cái người này đảnh lễ một lần thứ hai nữa và hoan hỷ chờ Đức Phật trả lời. Đức Phật cũng không có trả lời. Thì cái lần thứ nhất á, mà vị này nghĩ rằng bây giờ mình gặp Đức Phật được như thế này rồi đó, thì coi như là sự thành tựu đã tới rồi, cho nên trong lòng cực kỳ hoan hỷ. Khi thấy Đức Phật không trả lời rồi đó, thì trong lòng mới suy nghĩ rằng chắc có lẽ mình không phải là đệ tử của ngài, hoặc là mình thiếu cái duyên phước cho nên ngài không có trả lời. Nhưng thôi mình cứ cố gắng. Thì vị này là đảnh lễ lần nữa mà lòng vẫn tràn trề hy vọng, vẫn hoan hỷ như thế. Thì lần thứ hai ngài cũng không trả lời. Thì người này mới nghĩ thôi, bây giờ đó mình cũng đảnh lễ một lần nữa, mình hỏi mà cái vị Phật này có dạy cho mình hay không dạy thì cũng không sao. Thì vị này đảnh lễ lần thứ ba thì Đức Phật dạy.
Thì khi Đức Phật vừa dạy xong rồi thì Đức Phật bưng cái bình bát đi, thì vị này ngồi tại nơi chỗ đó luôn. Ở chỗ đó là gần cái đống rác, vị này không quan tâm tới dưới đất là cái gì, vị này ngồi xuống hành thiền này. Và vị này đắc quả La Hán xong là nhập diệt liền. Thì sau khi khất thực xong thì Đức Phật trở về cái con đường đó. Thì Đức Phật mới nói vậy: chư tăng hãy làm lễ trà tỳ cho người này. Thì tất cả những người đó đều ngạc nhiên hết. Đây là một người ngoại đạo mà tại sao lại làm lễ trà tỳ? Nhưng giờ Đức Phật dạy làm lễ trà tỳ thì phải làm lễ trà tỳ, không có hỏi gì cả. Đến khi về tới Tinh Xá thì những gì đó mới nêu hai cái thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất đó, bạch Đức Thế Tôn, một cái người ngoại đạo mà ngồi hành thiền kế bên đống rác như vậy, tại sao làm lễ trà tỳ như một bậc A-la-hán vậy? Thì Đức Phật nói vị đó chính là A-la-hán. Thì chư Tăng mới hỏi: một vị A-la-hán mà tại sao sáng nay đó là đảnh lễ Đức Phật, mà tới lần thứ ba Đức Phật mới hướng dẫn cho? Thì Đức Phật mới nói là lần thứ nhất tâm người này hoan hỷ quá, chưa thể tiếp thu được giáo pháp. Lần thứ hai cái niềm hoan hỷ vẫn còn cao, chưa có tiếp nhận được giáo pháp. Lần thứ ba vị này coi như không có buồn mà cũng không có vui nữa. Có được thì được, không có được thì thôi. Cái tâm vị là bình an, cho nên là giáo pháp đưa đến được. Và khi người ta bình an như vậy, người ta tiếp nhận được, thì người ta sáng suốt hành trì đắc đạo. Thành ra những cái cảm xúc và những cái nghiệp cảm này nè, nó bao giờ nó cũng đẩy mình vào trong cái trạng thái bất thường rồi. Và cái cách của mình là làm thế nào để cho nó dịu xuống, để cho nó dịu xuống, dịu xuống, dịu xuống. Và khi nào mình được bình tĩnh rồi thì mình hãy gieo xuống những cái suy nghĩ của mình, những cái lời nói và những cái hành động của mình, thì mình kiểm soát được. Còn nếu không, không kiểm soát được. Cho nên quý vị đọc những cái vụ án và những cái người phạm nhân sau vài năm bị giam giữ trong cái nhà tù đó, thì người ta đều nói rằng nếu lúc đó người ta kiềm chế cái cảm xúc được một chút, nếu lúc đó người ta làm chủ bản thân một chút, thì đã không xảy ra cái chuyện đáng tiếc này. Nhìn thấy rõ chưa? Trong khi người ta bị bức xúc quá, những cái cảm xúc quá mạnh, cái dòng nghiệp cảm quá lớn, không kiểm soát được, không kiềm chế được, mới tạo ra ác nghiệp. Quý vị cứ đọc cái tâm trạng của những người phạm nhân bị giam giữ trong tù, người ta đều nói như vậy hết. Phải chi mà lúc đó tôi kiềm chế được cái cảm xúc của mình, phải chi mà lúc đó đó tôi tự chủ được bản thân của mình, tôi không quá nóng giận như vậy, thì giờ đây tôi không phải mất tất cả như vậy. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng là những cái cảm thọ khi nó xuất hiện trong cái trạng thái tâm của mình á, thì nó xuất hiện có bất thiện và có thiện. Thì bản thân chúng ta khi hiểu được như vậy thì chúng ta hiểu cái nào nên nuôi dưỡng và cái nào không nên nuôi dưỡng. Và nhớ là những cái cảm xúc nó đến rồi nó đi, nó là sống, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi. Còn cái lưu giữ là tại sao? Là do mình nhớ lại, do mình khiêu gợi lại, do mình liên tưởng lại, do mình hồi tưởng lại, do mình tưởng tượng ra. Thì tất cả cái lỗi đó là do mình. Còn bây giờ mình xác định lại nguyên nhân nào đưa đến cái khổ này. Bây giờ xóa nguyên nhân nó đi, tìm hiểu nó đi, thì chúng ta dùng trí để chúng ta phân tích, để chúng ta tìm hiểu và chúng ta xóa cái căn nguyên đi, thì chúng ta không bị những cái cảm xúc này nó cứ trở đi trở lại. Bởi vì sao? Vì trong cái cảnh nội thì năm cái cảnh cũ trạo lại và cảnh của tưởng khởi sinh lên, luôn luôn hoạt động trong cái cảnh nội thuộc về lỗ ý của tâm. Mà lỗ ý cực kỳ nhanh, tại vì lỗ ý nó chỉ bắt đầu khi mà nó cắt xong các cái dòng hậu kiếp này đó, nó cắt xong cái tâm hậu kiếp là nó đi vào trong cái phần hướng ý môn ở đây, rồi nó đi thẳng vào đây, đi cực nhanh, nhanh lắm. Cho nên là
mình hiểu được cái thọ thiện và cái thọ bất thiện này, thì mình sẽ lần lần đó mình tập để thấy những cảm xúc của mình, thấy nó xuất hiện và biết nó là cái cảm thọ gì, nó thuộc về thiện hay bất thiện. Nhớ vậy nha, hỷ lạc mà bất thiện bao giờ nó cũng đòi tăng lên, nó đòi lên cấp số nhân, nó đòi thêm nữa, nhiều nữa, tái hiện nữa, thì cái đó là tham thọ hiện. Còn cái hỷ thiện không bao giờ xuất hiện trạng thái đó. Nhớ như vậy để biết mỗi lần mà nó khởi lên trong tâm của mình, mình biết nó là cái gì. Mình chỉ cần thấy biết thôi. Thấy biết này chính là thiền Vipassana. Thiền Vipassana trong đời sống. Những cái pháp thô như thế mà chúng ta thấy được là chúng ta thành công. Còn mình ngồi thiền có khi cái tưởng nó dẫn mình đi đó, những cái thực mà nó diễn ra nó thân tâm mình không thấy rõ, tại vì nó không có mạnh. Còn trong cái đời thường nó rất là mạnh, nó rất là thô tháo, mà mình không thấy thì làm sao mình thấy cái vi tế? Nó to đùng đùng như vậy mình không thấy, làm sao mình thấy được cái vi tế? Thành ra mình phải bắt đầu từ trong cái đời thống ước thực của mình. Và sư cô luôn luôn nói rõ rằng mình tu tại đâu, mình tu mình đứng chạy chỗ nào, mình tu chỗ đó. Mình ở trong cái hoàn cảnh nào, trong cái điều kiện nào thì mình tu trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh đó. Và cái tâm mình có nhơ nhuốc cách mấy, mình cũng bắt đầu từ cái chỗ nhơ nhuốc đó mà đi ra. Vì cái điều quan trọng là mình thấy rõ. Còn cái pháp thế gian á, nó sẽ nói với mình như thế này: ô, mình tốt quá, toàn là điều thiện khởi lên, mình tốt quá, mình ngon lành quá, nó nói vậy. Còn cái khi pháp bất thiện khởi lên, nó nói tầm bấy tầm bá, không có được, không có được cái vụ này, không có được, dẹp đi, không có được, nó nói như thế. Đó là pháp thế gian. Còn mình tu để được cái tuệ giác sáng suốt đó, thì nó có tốt mà nói tốt, thấy rồi. Nó có xấu, nó có bậy bạ, xấu biết rồi, bậy bạ biết rồi, được rồi, tới đó đủ rồi. Vì hiểu cái này chưa? Rất quan trọng. Ngày nào mà mình còn nói với mình: ôi bữa nay tu tốt quá, hoan hỷ quá, trật lất rồi. Bữa nay tu không được, còn cái chuyện gì đó nó lung tung trong đầu hết trơn rồi đó, mai chắc phải sắp xếp lại tu cho nó đàng hoàng chút. Bậy rồi. Không phải đâu. Mà tu được nó sẽ nói vậy: bữa nay pháp thiện khởi lên nhiều, bữa nay cái pháp mà bậy bạ làm từ hồi cái kiếp nào cho tới bây giờ nó nổi lên quá, sáng nổi lên. Biết rồi, biết chuyện đó của mình rồi đó, dơ dái bậy bạ đó, biết rồi đó. Nhưng mà nhờ nó khởi lên như vậy, và nhờ mình thấy vậy nó mới yếu lần. Rồi nó sẽ khởi lên cho mình thấy là nó yếu lần. Mà mình ghét nó tăng lên. Chứ không phải là đơn giản đâu. Và khi mình hoan hỷ với pháp thiện á, là mình làm cho pháp bất thiện khởi lên, bởi vì tâm tham thọ hỷ hợp tà nó đang khởi lên trước pháp thiện. Như vậy pháp thiện này duyên với pháp bất thiện, chứ pháp thiện không duyên với pháp thiện. Còn khi chúng ta thấy rõ, biết rõ, thì pháp thiện duyên với pháp thiện, và pháp bất thiện cũng duyên với pháp thiện. Thì thấy rõ chỗ này chưa? Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được duyên với pháp thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.